Đúng 7 giờ 30 phút giờ Việt Nam, Lisa đã khiến dân tình tỉnh cả ngủ khi bất ngờ tung ra teaser MV Rockstar. Chỉ trong vòng chớp nhoáng 10 giây, Lisa khoe đến tận 6 tạo hình mà cô nàng sẽ xuất hiện trong MV, từ một Rockstar chính hiệu cho đến hình ảnh chị đại giang hồ cực cháy xuyên suốt teaser. Bên cạnh đó, đặc sản không thể thiếu trong MV của Lisa chính là loạt vũ đạo bốc lửa, cũng hứa hẹn khiến người xem không thể rời mắt. Đặc biệt chỉ trong đoạn teaser ngắn 10 giây, nhưng cộng đồng fan quốc tế cũng nhanh chóng phát hiện MV Rockstar còn được ghi hình tại Thái Lan, quê hương của Lisa. Một trong số đó chính là khung hình tại trung tâm thương mại New World, trung tâm thương mại bị bỏ hoang tại Bangkok, Thái Lan. Nơi đây từng là trung tâm thương mại ở Bangkok và nằm ở góc giao lộ Bang Lam Phu. Việc Lisa lựa chọn một vị trí bỏ hoang để quay MV khiến một số fan không khỏi rén ngang sau khi biết thông tin. MV Rockstar sẽ chính thức lên sóng vào lúc 7 giờ sáng ngày 28 tháng 6 giờ Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ Top Sao Hàn. Mọi ý kiến đóng góp mời các bạn để lại ở phần bình luận dưới video này để chúng mình có thể kịp thời trả lời nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.